lượt phản hồi của trường team bắt đầu. Có rất nhiều cách khác nhau để đạt đến sự bền vững trong du lịch. Và chúng tôi ngày hôm nay đến đây với một giải pháp, đó chính là phát triển du lịch đại chúng tại các khu di sản trên thế giới. Đầu tiên, hãy so sánh bàn cân giữa hai thế giới. Trong thế giới của các bạn thì sao? Trong thế giới của các bạn, rõ ràng vẫn còn tồn tại du lịch đại chúng và vẫn có những tác hại y như thế giới của chúng tôi. Và trong khi đó, các bạn không hề tìm ra được bất kỳ giải pháp nào giải quyết được vấn đề này. Vì vậy thì sao? Vấn đề của các bạn không những còn tồn tại mà các bạn còn như thế nào? Còn chúng tôi vừa có những cái lợi ích lớn hơn thế giới của các bạn và chúng tôi vừa giải quyết được vấn đề, bởi vì chúng tôi đã chứng minh rằng xuất phát từ chính sự phát triển của du lịch đại chúng thì nó sẽ thu hút được cái sự quan tâm lâu dài và cũng như từ đó tạo ra sự thay đổi cho chính phủ và các từ ý thức của người dân, bởi vì mọi người đang nhìn thấy rõ hơn vấn đề, từ đó dẫn đến việc mọi người sẽ dồn sự quan tâm, có động lực để nghiên cứu và cuối cùng xây dựng nên một sự du lịch bền vững. Còn trong thế giới các bạn thì sao ạ? Thực ra trong thế giới các bạn hiện nay thì môi trường vẫn đang bị hủy hoại. Các bạn không thể đưa ra chúng tôi một giải pháp nào để các bạn bảo toàn được môi trường, đúng không ạ? Các bạn vẫn có những tác hại ấy và các bạn còn không có một giải pháp nào cho tất cả những cái điều trên. Và chúng tôi từ người 1 đến người 3 đã luôn cố gắng và luôn chỉ ra một mối liên kết rất mạnh mẽ từ việc xuất phát đến đây. Các bạn nói đến lòng tham của con người, đúng không ạ? Đúng, con người có lòng tham, nhưng du lịch đại chúng hiện tại các bạn cũng sẽ xảy ra lòng tham này. Bởi vì sao? Thậm chí khi vấn đề nó không được mọi người đẩy lên, vấn đề không được nhìn thấy rõ mà nó vẫn xuất hiện, thì chính phủ sẽ không có được một cái tác động mạnh mẽ đến tâm lý, cũng như không có đủ động lực để nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này. Và lòng tham của con người, ví dụ chúng ta vẫn cứ phá rừng, chúng ta vẫn cứ phát triển về văn hóa du lịch, nhưng chúng ta không có một cái động lực cũng như không có một cái nguồn lực để có thể thay đổi vấn đề. Và lấy một ví dụ rất đơn giản, ở Vịnh Hạ Long vừa rồi, chính phủ đã dừng 85% nguồn lợi thu được tiền từ vé Hạ Long và từ đó phát triển được cái dự án OPA, từ đó làm giúp cho cái nguồn lợi kinh tế trở nên phát triển hơn. Và trong thế giới các bạn vốn dĩ không có điều này. Vì vậy chúng tôi đến ngày hôm nay, chúng tôi tin rằng chúng tôi chiến thắng các bạn. Chúng tôi xin cảm ơn. Phát triển bền vững là gì? Là khi chúng ta có thể có được trải nghiệm cá nhân hoàn toàn hoàn hảo, cũng như là chúng ta có thể bảo vệ được phát triển du lịch một cách lâu dài trong tương lai. Và đó chính là cái mục tiêu mà thế giới chúng tôi đã mang được. Khác với các bạn, chúng tôi phản đối việc phát triển du lịch đại chúng và chúng tôi chỉ chấp nhận những trường hợp khi mà các bạn đã có đủ điều kiện để có thể tham gia. Ví dụ như là nếu bạn có đủ sức khỏe và không phải leo vào như là hang Sơn Đòn, như là các phương tiện công cộng, như là các cáp treo. Và đó chính là giá trị mà chính sách mà chúng tôi theo đuổi ngày hôm nay. Và sự khác biệt ở thế giới của chúng tôi và các bạn, nếu như các bạn đưa ra một lời biện hộ, đó chính là khi chúng ta giấy được sự quan tâm của dư luận thì chúng ta sẽ kêu gọi được sự đầu tư hơn. Nhưng mấu chốt là gì? Chúng ta hãy quay trở lại tâm lý của những người tham gia. Họ sẽ bị ám ảnh với nơi xô bồ, họ không muốn trở đến nó một lần nữa. Và liệu điều đó các bạn có động lực có thể cho các bạn phát triển hay không? Và thứ hai, giả sử các bạn có cho động lực thì các bạn cũng đang phá hoại môi trường để các bạn có thể tạo ra một nguồn cung lớn hơn, chính là các bạn phải xây thêm khách sạn cũng như là phá hoại môi trường. Là điều đó, như người 1 và người 2, người 3 của chúng tôi đã chứng minh, là một điều hoàn toàn không thể. Và thứ hai, điều mà thế giới chúng tôi bảo vệ được chính là trải nghiệm cá nhân. Đó chính là trải nghiệm khi bạn có được khi bạn đi du lịch, đó chính là phiêu lưu mạo hiểm. Và chính những cái cảm xúc này, chính cả phút rung động ngay từ đến tâm hồn của bạn, đó chính là một cái động lực lớn để cho bạn có ý thức bảo vệ môi trường hơn. Ngược lại, trong thế giới các bạn bị ám ảnh với một nơi xô bồ, các bạn không thể làm có thể được điều đó được. Điều chúng tôi thay đổi là chúng tôi thay đổi tận giá trị sâu trong mỗi con người. Và khi mà mỗi người đã có ý thức hơn thì chúng tôi sẽ hạn chế được việc chúng tôi phá hại môi trường, và từ đó không có cần có nhu cầu cho các nhà chính sách. Như vậy, tóm lại, điều mà thế giới chúng tôi có được là gì? Chúng tôi đảm bảo được giá trị cá nhân, và từ giá trị cá nhân này mọi người sẽ có ý thức. Và thứ hai là chúng tôi đảm bảo được là môi trường thiên nhiên không thể bị phá hủy được. Các bạn không thể làm được điều đó. Và cũng như các bạn đã nói là phong trào du lịch đại chúng chỉ làm xúc tác cho mọi thứ tệ hại hơn. Và đó chính là lý do chúng tôi phản đối phát triển du lịch đại chúng trên các di sản thiên nhiên thế giới.